Alo cả nhà. Đây, chúng tôi đang ở một bãi biển giống như là bên Pháp vậy đó. Có một cô bé. Cô bé này tên là gì vậy? Nhìn mặt coi giống Tutti hồi nhỏ không? Tâm ơi. Bà. Nè, con lạ ha cầm. Nè vợ. Dạ vợ quay mà kêu ngước lên. Bé cầm. Bé cầm ơi. À, ba. Bây qua đây là chi qua. Cầm ơi, cầm. Hướng lên con. Yeah. Giống anh hai hồi nhỏ không? Nhớ anh hai Tutti hồi nhỏ không? Đó, gia đình mình đây nè con. Cầm ơi. Yeah. Mầm cái gì mà mầm. Để anh đi tìm Tutti nha. Nha bà hụt rồi. Tìm gì? Tìm ba mẹ đó. Không, nó cho. Nó cho. Mấy này. Cái xô quá nó cho. Cái kia hả? Rồi vậy câu chinh ha. Nó thích chim. Ăn nó nặng. Nó cho được cái này thêm này nè. Rồi có cái này nè. Đây. Không chịu ngồi. Không ngoại. Không chịu ngồi rồi đi chơi á. Đó. Sợ cá. Chơi mà sợ cá. Dạ dạ. Em phải xả mình nha. Ngoài biết. Chắc là lên huyền tôn nữ. Ngoài biết. Đang ở biển. Gia đình đang ở biển. Ôi nhát. Sợ cá. Ok mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha. Lô bà rồi.